Theo ghi nhận thì trên đường Phạm Hùng, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình, rất nhiều xe dừng đỗ để đón khách, thậm chí có nhiều xe đứng lại khoảng 15 đến 20 phút chưa di chuyển mà không thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát xử lý. 10 giờ sáng, chỉ 30 phút quan sát dọc 3 km đường Phạm Hùng, hàng chục xe ô tô khách dừng đỗ đón khách vô tội vạ, đi với tốc độ rùa bò, là là trên đường để bắt khách. Xe đi Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ dừng đỗ không đúng quy định để đón khách. Theo người đi đường thì hiện tượng đón trả khách, nhận hàng, trả hàng ngay dưới lòng đường Phạm Hùng diễn ra khá phổ biến, được ví như căn bệnh mãn tính và chưa có thuốc đặc trị. Theo em thấy, em đi qua đây nhiều thì em thấy thì thường thì người ta hay đỗ vào khung giờ 11 giờ, 11 rưỡi gì đấy. Lúc đấy là nhiều. Tầm giờ trưa thôi, còn giờ cao điểm thì hầu như là không có. Nếu mà tắc đường thì tất cả mọi quãng đường mà dùng giờ cao điểm ấy, thì khung nào nó cũng tắc như nhau cả. Đây là đường chính ấy, nên là cái giờ cao điểm là tắc nhất trong mọi quãng đường mà em từng đi. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tuyến đường Giải Phóng quanh khu vực bến xe Giáp Bát. Các xe khách này cố tình chạy thật chậm hoặc dừng đỗ ngay giữa đường để bắt khách hoặc nhận trả hàng ngay giữa đường. Điều đáng nói là hiện tượng này xảy ra phổ biến. Sau khi có phản ánh của báo chí, lực lượng chức năng cũng tổ chức thanh tra kiểm tra, nhưng sau đó vài ngày tình trạng lại tái diễn, không thấy bóng dáng lực lượng chức năng ở đâu.